Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuân Còi Vlog. Lời đầu tiên, cho phép xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Xuân Còi Vlog trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay, thì kênh của Xuân Còi Vlog xin được chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện tang lễ hết sức cảm động với một nghĩa cử cao đẹp. Thưa quý vị và các bạn, đó là tang lễ của bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1974 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Hiền sau khi phát hiện mình mắc căn trọng bệnh, nhận thấy tình trạng sức khỏe của bà ngày càng yếu đi, cơ hội sống sót còn rất ít, nên bà cùng với chồng con đã quyết định hiến tặng giác mạc cho ngành y học sau khi bà qua đời. Và ngay sau đây sẽ là chương trình tang lễ và hành động nghĩa cử cao đẹp của bà Nguyễn Thị Hiền hiến tặng giác mạc cho ngành y học. Xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là tang lễ của bà Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1974. Hiện tại gia đình bà trú quán tại thôn 3 Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Bà không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được chồng con cùng với tất cả mọi người, các y bác sĩ hết lòng chăm sóc và cứu chữa, song vì căn bệnh quá hiểm nghèo, bà đã chút đi hơi thở cuối cùng vào hồi 12 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm Nhâm Dần. Bà ra đi hưởng dương 49 tuổi. Kể từ khi bà biết mình mang trong người trọng bệnh, tình trạng bệnh ngày càng diễn biến xấu, cơ hội kéo dài sự sống rất hiếm hoi, nên bà đã cùng với chồng con quyết định đăng ký hiến tạng để cứu chữa những người mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù chồng cùng với các con, người thân rất đau buồn, nhưng vẫn cảm nhận đó là nghĩa cử cao đẹp, là niềm vui cuối đời của bà, nên chồng cùng với các con cũng đồng tình với quyết định hiến tạng của bà Nguyễn Thị Hiền. Khi nhận được tin bà Nguyễn Thị Hiền cùng với gia đình quyết định hiến giác mạc cho ngành y học, thì các bác sĩ đã trở về làm các thủ tục và tiến hành lấy giác mạc của bà để ghép phẫu thuật cho những người mù do bệnh lý về giác mạc. Mọi người, anh em, bạn bè xa gần, bà con làng xóm đã tề tựu về với gia đình của bà Nguyễn Thị Hiền, chứng kiến giây phút các y bác sĩ tiến hành lấy giác mạc của bà thì ai cũng thương bà rất nhiều. Nhưng nghĩa cử của bà thật là cao đẹp. Hiến tặng giác mạc của bà là một việc làm có ý nghĩa rất nhân đạo, nhân văn và rất sâu sắc. Hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho người đang sống mù lòa, làm giảm bớt gánh nặng cho chính bản thân họ, cho gia đình và cộng đồng. Giờ phút này, sau khi đã làm các thủ tục để hiến tặng giác mạc và làm lễ khâm liệm cho bà Nguyễn Thị Hiền đã xong, tất cả các con cháu, anh em đang tề tựu trước linh sàng của bà Nguyễn Thị Hiền để rồi làm lễ phát khăn tang. Trong một nỗi niềm xót xa và đầy thương tiếc, thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần túy, có 6 anh chị em. Bà là người con thứ 5 trong gia đình. Thuở nhỏ, bà sống cùng gia đình tại Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và được bố mẹ nuôi ăn học đầy đủ. Bà rất tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, thôn xóm. Khi đến tuổi trưởng thành, bà đi xây dựng gia đình
và kết hôn cùng với ông Hoàng Văn Quân, và hai vợ chồng bà hiện đang sinh sống tại thôn 3, Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Trong những năm đầu mới xây dựng gia đình, mặc dù kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng bà Nguyễn Thị Hiền đã cùng với chồng tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Bà luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương đã đề ra. Bà Nguyễn Thị Hiền sinh hạ được 3 người con, 2 người con trai và 1 người con gái. Các con của bà cũng đã đều khôn lớn, trong đó có 1 người con trai đã xây dựng gia đình và có 2 cháu nội còn rất nhỏ. Trải qua biết bao nhiêu những năm tháng vất vả khó khăn, bà đã cùng với chồng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để nuôi các con khôn lớn trưởng thành được như ngày hôm nay. Cuộc sống kinh tế gia đình của bà đã ngày càng ổn định, hạnh phúc gia đình ngày càng ấm êm, các con cũng đã khôn lớn. Vậy mà ngày hôm nay thì bà Nguyễn Thị Hiền lại phải ra đi, về theo hầu tổ tiên, mãi mãi, mãi mãi từ đây không còn thấy bóng dáng nụ cười, dáng vóc thân hình của bà Nguyễn Thị Hiền ra vào sớm tối cùng với gia đình, quây quần bên mâm cơm, bên chồng con, bên mái ấm gia đình như những ngày xưa nữa rồi. Sự ra đi của bà Nguyễn Thị Hiền ngày hôm nay là một sự mất mát đau thương mà không gì có thể bù đắp được đối với gia đình của bà. Kể từ khi bà lâm vào bệnh hiểm nghèo thì chồng cùng với các con và toàn thể anh em trong gia đình cũng đã đưa bà đi khắp mọi nơi để chạy chữa. Nghe thấy ở đâu có thầy thuốc giỏi là gia đình lại đưa bà tới đó, để mong sao còn nước còn tát, mong sao cho bà gặp được thầy, gặp được thuốc và mau chóng khỏi bệnh, để lại được sum vầy bên gia đình, bên chồng, bên con, bên các cháu. Nhưng căn bệnh của bà quá hiểm nghèo, sức cùng lực kiệt, bà đã không qua khỏi và mãi mãi rời xa gia đình và rời xa trần thế để về một nơi xa xôi an lành. Kính thưa quý vị và các bạn, thế là lưu niên mãi thì cũng đã đến giờ chia ly vĩnh biệt bà về nơi yên nghỉ cuối cùng mất rồi. Giây phút này thì toàn thể mọi người, chồng, con, anh em, bạn bè, xa gần bà con làng xóm đã tề tựu về đây cùng nhau đi vòng quanh linh cữu của bà Nguyễn Thị Hiền, để rồi nhìn mặt bà một lần sau cuối để cảm ơn những gì mà bà đã dành cho chồng, cho con và cho anh em đối với bà con làng xóm láng giềng. Giây phút này thật là nghẹn ngào xót xa, nhưng biết làm sao được khi quy luật của tạo hóa đã an bài, có sinh ắt phải có tử, âu cũng là số phận. Bà ra đi ở tuổi 49, chắc rằng bà vẫn còn rất nhiều dự định ấp ủ cho tương lai và cho các con các cháu, nhưng số phận của bà, cuộc đời của bà đến ngày hôm nay đã phải khép lại. Bà đã phải ra đi về với tổ tiên, vui với nắng sớm mây chiều, nỗi đau khôn cùng, tình đời đứt đoạn kể từ ngày hôm nay. Bà ra đi, người chồng mất đi một người vợ, một người bạn tri kỷ, luôn sớm tối chia sẻ buồn vui và cùng nhau xây dựng gia đình lo cho các con. Các con thì mất đi một người mẹ yêu mến, hiền hòa, luôn chỉ bảo lo lắng cho các con từng miếng ăn giấc ngủ. Và các cháu nội của bà mất đi một người bà kính yêu mẫu mực, luôn hết lòng yêu thương chiều chuộng các cháu. Anh em họ tộc
mất đi một người thân trong gia đình, luôn hòa nhã, trìu mến và hết lòng quan tâm giúp đỡ mọi người. Bà con hàng xóm mất đi một người công dân tốt bụng, luôn nở nụ cười và tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương. Giờ phút này, thời khắc đã điểm, bà Nguyễn Thị Hiền đã phải rời xa mái ấm gia đình để về nơi yên giấc ngủ ngàn thu. Chúng tôi, những người làm kênh chương trình Sơn Còi Vlog, xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn cùng với gia đình tang quyến, và nguyện cầu cho linh hồn của bà Nguyễn Thị Hiền sớm được siêu thoát, và bà linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho tất cả mọi người trên đời có được một cuộc sống mạnh khỏe, bình an. Quý vị và các bạn theo dõi video cũng hãy nhớ để lại những bình luận để động viên gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát và làm nốt những công việc mà bà vẫn còn ấp ủ trong tương lai. Sơn Còi Vlog cũng xin được chân thành cảm ơn tới quý cô bác cùng toàn thể các anh em bạn bè trên toàn quốc đã luôn theo dõi và đăng ký kênh của Sơn Còi Vlog trong suốt thời gian qua. Xin được chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có được sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.